Về chương 4, kỹ năng tranh tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Chúng ta cần phải nghiên cứu là phần chuẩn bị xét xử sơ thẩm và phiên tòa sơ thẩm. Trong chuẩn bị xét xử sơ thẩm thì chúng ta cần tập trung nghiên cứu về thời điểm bắt đầu cũng như thời điểm kết thúc, cũng như là kỹ năng của luật sư. Thứ hai là trong phiên tòa sơ thẩm thì có những vấn đề cần lưu ý và kỹ năng của luật sư tại phiên tòa. Cũng giống như các giai đoạn trước thì trong thời hạn chuẩn bị xét xử thì tòa án phải thụ lý vụ án và tòa án nhận được đầy đủ cáo trạng, hồ sơ vụ án và vật chứng kèm theo nếu có từ viện sát. Và tòa án cũng phải ra một trong ba quyết định sau, đó là quyết định đưa vụ án ra xét xử, cũng như là quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, cũng như là quyết định tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án nếu như có đầy đủ các chứng cứ. Đây là cơ sở pháp lý được quy định tại khoản 1 điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự. Về chuẩn bị xét xử sơ thẩm thì thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thì tùy theo loại tội phạm thì thời hạn chuẩn bị xét xử cũng như là thời hạn gia hạn đều có những cái quy định rất là cụ thể trong pháp luật tố tụng hình sự. Đối với loại tội phạm là ít nghiêm trọng thì thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa là 30 ngày và nghiêm trọng là 45 ngày, nhưng thời gian gia hạn tối đa chỉ 15 ngày. Đối với loại tội phạm rất nghiêm trọng thì thời hạn chuẩn bị xét xử là 2 tháng và đặc biệt nghiêm trọng là 3 tháng và thời gian gia hạn tối đa là 30 ngày. Về kỹ năng của luật sư thì kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án được nghiên cứu như sau. Thứ nhất là phải kiểm tra hồ sơ và đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ vụ án với bản kê tài liệu đính kèm. Thứ hai là kiểm tra sự đầy đủ và tuân thủ thủ tục tố tụng của các văn bản tố tụng. Trong phần này thì lưu ý khi thực hiện kỹ năng này thì cần phải có sự giao nhận giữa người bào chữa và thư ký tòa hay là thẩm phán. Như vậy khi chúng ta nhận một tập tài liệu hồ sơ có bao gồm đối với đơn giản thì có một tập hoặc hai tập hồ sơ, nhưng đối với những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng thì tùy theo có những cái vụ án phức tạp sẽ có rất nhiều hồ sơ, thì chúng ta nhận hồ sơ nào thì chúng ta phải ghi rất rõ trong cái biên bản giao nhận là nhận hai tập hồ sơ từ bút lục bao nhiêu đến bút lục bao nhiêu, và cần phải đếm lại các bút lục trước mặt của người giao cho chúng ta. Kể cả khi chúng ta đọc xong thì chúng ta cần phải có việc giao trả và có sự xác nhận, kiểm nhận của những người đã giao cho chúng ta. Về phần đánh giá tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thì đối với từng tài liệu thì phải xem xét bảo đảm thỏa mãn ba thuộc tính của chứng cứ: tính khách quan, hợp pháp và liên quan. Và chúng ta phải đánh giá tổng hợp các chứng cứ chỉ được thực hiện sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án. Và trình tự nghiên cứu hồ sơ thường sử dụng một trong hai phương pháp nghiên cứu sau. Thứ nhất là phương pháp nghiên cứu theo trình tự nghiên cứu, hoặc là chúng ta sẽ không tuân theo một trình tự tố tụng nào. Ví dụ như là trình tự nghiên cứu thì bắt đầu từ quyết định khởi tố vụ án đến kết luận điều tra, cáo trạng, bản án, trường hợp sơ thẩm lần 2, 3, v.v. Thứ ba là không theo một trình tự tố tụng, là bắt đầu từ bản án nếu có, hoặc là cáo trạng, kết luận điều tra đến các tài liệu khác có trong hồ sơ, ví dụ như lời khai, biên bản hỏi cung, v.v. Thì ưu điểm của hai phương pháp này như thế nào? Đối với phương pháp là theo trình tự tố tụng thì ưu điểm là không bị chi phối bởi cái quan điểm của cơ quan điều tra, viện sát. Không theo trình tự tố tụng thì đối với cái phương pháp này thì cái ưu điểm là đem lại cho chúng ta là tiết kiệm thời gian. Nhưng về mặt hạn chế, trong phương pháp theo trình tự tố tụng thì sẽ mất nhiều thời gian, còn đối với phương pháp không theo trình tự tố tụng thì dễ bị ảnh hưởng bởi quan điểm của cơ quan điều tra và viện sát. Như vậy thì ở việc nghiên cứu hồ sơ có rất nhiều quan điểm khác nhau. Có thể là người ta sẽ tập trung vào cáo trạng cũng như là kết luận điều tra trước, hoặc là cái bản án từng đã có xét xử đối với bị cáo. Như vậy thì ở phương pháp này có những điểm ưu điểm và cũng có những mặt hạn chế như tôi đã phân tích. Thường thì quan điểm là tùy theo cái khả năng cũng như là cái năng lực của cái người nghiên cứu đó, cũng như kinh nghiệm của người đó sẽ phải thực hiện như thế nào. Thứ hai là kỹ năng gặp và trao đổi đối với bị can, bị cáo. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu thêm về những vấn đề có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Thứ hai là việc đặt câu hỏi đối với bị can, bị cáo phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để bị can, bị cáo trả lời đúng trọng tâm. Thứ ba là phải động viên tinh thần và giải thích về mặt pháp luật, trình tự thủ tục tố tụng trong thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm cũng như xét xử tại phiên tòa. Điều này tuy đơn giản nhưng một số cái người bào chữa cũng như là luật sư đã quên và không thực hiện đối với cái thân chủ của mình. Như vậy thì đã làm cho họ có một sự rất là lúng túng và không có sự chuẩn bị trước cái diễn biến của phiên tòa phải như thế nào.
Một điểm nữa là cần thống nhất phương án bào chữa tại phiên tòa. Như vậy thì đối với quá trình điều tra, nếu như người bào chữa thấy rằng những cái chứng cứ trong hồ sơ nó thể hiện việc là cái hành động của thân chủ mình nó có dấu hiệu của một tội phạm theo như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố, thì chúng ta phải bàn với thân chủ của chúng ta là đi theo theo cái phương án là bào chữa để giảm nhẹ. Nhưng nếu khi có những cái chứng cứ đầy đủ mà nó giúp cho người bào chữa nhận thức rằng là những cái hành vi của thân chủ của mình không có giống như cáo trạng cũng như kết luận điều tra đã truy tố, như vậy thì phải theo phương hướng bào chữa là vô tội. Như vậy thì vấn đề của người bào chữa là nghiên cứu hồ sơ và dựa vào những cái kiến thức pháp luật của mình cũng như kinh nghiệm của mình để đưa ra cái lời tư vấn cho thân chủ của chúng ta. Và việc quyết định này là phụ thuộc vào chúng ta hay phụ thuộc vào thân chủ thì vấn đề này chúng tôi cho rằng là phụ thuộc vào cả hai bên, tùy theo cái quan điểm của cái người nhờ chúng ta bào chữa. Về kỹ năng trao đổi kiến nghị với tòa án thì chúng ta phải kiến nghị tòa án trả điều tra bổ sung hoặc là cần triệu tập người tham gia tố tụng. Quan trọng, đặc biệt là điều tra viên cũng có thể bị triệu tập để giải thích về hoạt động kết quả điều tra đến phiên tòa. Khi có căn cứ thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo và đề nghị chưng cầu giám định khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của bị can. Chưng cầu giám định lại khi có sự nghi ngờ về độ tuổi của bị hại trong các vụ án xâm phạm về quyền của người dưới 16 tuổi. Chuẩn bị kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa và dự kiến câu trả lời của người được hỏi. Vì sao chúng ta lại phải chuẩn bị một kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa? Thì xin trả lời rằng kế hoạch xét hỏi của chúng ta là bắt buộc phải được xây dựng từ khi trước khi chúng ta tham gia phiên tòa. Dựa vào đâu, dựa vào căn cứ nào để chúng ta có thể xây dựng được một kế hoạch xét hỏi phiên tòa thật tốt? Thì vấn đề này thứ nhất là dựa vào kinh nghiệm cũng như là dựa vào tất cả những cái tài liệu có trong được hồ sơ vụ án để chúng ta xây dựng những câu hỏi. Như vậy thì chúng ta phải đặt những câu hỏi như thế nào? Thì chúng ta phải đặt câu hỏi là khẳng định hay là phủ định. Mục đích là để cho người được hỏi chỉ trả lời là có hoặc không có, đúng hoặc không đúng. Và câu hỏi tại sao? Thì khi hỏi câu hỏi tại sao là để người được hỏi trình bày sâu hơn về những vấn đề cần làm rõ tại phiên tòa. Ví dụ, tại sao khi mọi người đang đánh nhau thì anh lại hô to chém chết nó đi, trong khi đánh nhau không ai mang theo dao? Và đặt câu hỏi là đề nghị anh chị trình bày để người được hỏi giải thích về sự việc đã diễn ra như thế nào, hoàn cảnh xảy ra sự việc. Ví dụ như anh B hãy trình bày cho hội đồng xét xử biết khi anh đang cùng bị cáo Z đi trên đường L thì ai là người khởi xướng việc cướp giật chiếc điện thoại của bị hại. Như vậy thì câu hỏi này nhằm mục đích gì? Tức là chúng ta phải chứng minh được cái vai trò của thân chủ của chúng ta hoặc vai trò của bị cáo tham gia trong vụ án này như thế nào. Lưu ý, câu hỏi phải ngắn gọn, dễ hiểu, đơn nghĩa để người được hỏi trả lời đúng trọng tâm. Và chúng ta phải cần tránh là những cái câu hỏi như là không liên quan đến việc bào chữa và lồng ghép nhiều câu hỏi bí mật đời tư của người được hỏi, cũng như là câu hỏi có tính chất đe dọa xúc phạm đến danh dự nhân phẩm con người. Về kỹ năng chuẩn bị luận cứ bào chữa thì luận cứ bào chữa là văn bản chứa đựng toàn bộ các luận điểm, luận chứng thể hiện tập trung quan điểm, ý kiến của luật sư nhằm bảo vệ quyền lý hợp pháp của thân chủ. Một bản luận cứ tốt phải bao gồm những yếu tố sau. Thứ nhất là phải căn cứ pháp lý rõ ràng và chính xác. Thứ hai là hiểu rõ nội dung vụ án, chứng cứ nào là chứng cứ buộc tội, chứng cứ nào là chứng cứ gỡ tội, chứng cứ mạnh và chứng cứ yếu. Thứ ba là hướng bào chữa rõ ràng phù hợp cho thân chủ. Thứ tư là phân phong phải mạch lạc rõ ràng, logic và khoa học. Thứ năm là phải khai thác triệt để các tình tiết có lợi cho thân chủ. Đó là một cái những cái yếu tố xây dựng nên một bản luận cứ tốt. Về kỹ năng chuẩn bị luận cứ bào chữa thì thứ nhất là chúng ta cần phải xác định hướng bào chữa, như tôi đã nói ở phần đầu, là một với những cái hành vi vừa dựa vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để chúng ta đưa ra ý kiến tư vấn cho bị cáo. Ví dụ như trong trường hợp là chúng ta đi theo hướng không phạm tội thì những lưu ý là phải làm rõ được căn cứ pháp lý và chứng cứ tài liệu hỏi cung, lời khai của người tham gia tố tụng chứng minh bị can, bị cáo không phạm tội. Trong trường hợp chúng ta chuyển sang một tội danh nhẹ hơn thì việc phân tích lập luận phải căn cứ vào cấu thành của tội phạm nhẹ hơn. Thứ ba là yêu cầu điều tra bổ sung. Trong trường hợp chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn với các tình tiết khác hoặc chưa đủ căn cứ để giải quyết một hoặc một số vấn đề thuộc đối tượng chứng minh, có ý nghĩa trong việc chứng minh sự thật khách quan, giải quyết đúng đắn vụ án,
nhưng vẫn chưa được thu thập làm rõ nhằm chuyển hóa thành chứng cứ mà không thể bổ sung tại phiên tòa, hoặc chưa chính xác cần phải đính chính, ví dụ như thông tin về nhân thân của bị can. Như vậy thì việc chuẩn bị sắp xếp kiểm tra lại các tài liệu cần mang đến tòa án phục vụ cho việc bào chữa tại phiên tòa cũng là một kỹ năng. Ví dụ như chúng ta phải đem thông báo người bào chữa, giấy triệu tập luật sư tham gia phiên tòa cũng như là tài liệu chứng cứ cần thiết. Như vậy thì những vấn đề cần lưu ý tại phiên tòa sơ thẩm như sau là về thủ tục tố tụng. Thứ nhất là giới hạn của việc xét xử, người bào chữa cần phải nắm. Thứ hai là việc tuân thủ nội quy của phiên tòa. Thứ ba là xét xử trực tiếp bằng lời nói và liên tục. Thứ tư là thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm. Thứ năm là những người cần có mặt tại phiên tòa. Thứ sáu là vấn đề tạm ngừng, hoãn phiên tòa, thủ tục và thời hạn như thế nào. Những vấn đề này đều được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, chúng ta cần phải nắm để biết. Tiếp theo là phải theo dõi việc thực hiện thủ tục bắt đầu phiên tòa, đặc biệt là sự có mặt của những người cần thiết cho việc xét xử. Như vậy thì căn cứ và quyết định đưa ra vụ án xét xử sẽ gồm có những thành phần tham dự phiên tòa gồm những người nào. Như vậy thì chúng ta phải kiểm tra cái danh sách đó qua thư ký tòa công bố. Nếu có bất kỳ thiếu sót sai phạm trong thủ tục tố tụng tại phiên tòa, luật sư có quyền nêu ý kiến. Lưu ý đến mọi yêu cầu tạm ngừng phiên tòa, hoãn phiên tòa, thay đổi người tiến hành tố tụng, yêu cầu triệu tập thêm người tham gia tố tụng, đối chiếu với căn cứ trình tự thủ tục luật định để kịp thời đưa ra hướng giải quyết và kiến nghị. Về kỹ năng của luật sư thì sẽ bao gồm những kỹ năng ví dụ như ghi chú nhận định quyết định của tòa án khi tuyên án, quan sát tập trung lắng nghe, kỹ năng tốc ký diễn biến phiên tòa và kỹ năng tranh luận phản biện, đặc biệt là tại khoản 2 điều 322 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, kiểm sát viên phải đối đáp đến cùng. Ở phần ghi chú nhận định quyết định của tòa án khi tuyên án, việc này để có giúp cho chúng ta phải tư vấn cho bị cáo hoặc thân chủ của chúng ta viết những cái vấn đề như là làm đơn kháng cáo hoặc đưa ra những cái kiến nghị kịp thời để gửi đến hội đồng xét xử. Vấn đề nữa là tại phiên tòa chúng ta nên quan sát và tập trung lắng nghe. Ở đây không phải là lúc nào chúng ta cũng tạo ra một cái tư thế căng thẳng để chúng ta nghe một vấn đề, nhưng ở đây chúng ta cần có sự tập trung và phải biết chọn lọc những vấn đề nào là những vấn đề cần thiết. Về tốc ký diễn biến phiên tòa thì chúng ta phải biết cái kỹ năng là ghi bằng ký hiệu, ghi bằng những cái mã hóa mà cho chúng ta luật định chúng ta ghi ra. Và vấn đề tranh luận và phản biện thì chúng ta phải nhớ rằng tranh luận và phản biện phải theo một cái phương thức là tôn trọng những người đang đối diện và tương tác với chúng ta, đặc biệt là người bào chữa sẽ tương tác và phản biện tranh luận với lại kiểm sát viên và những người thực hành quyền công tố trên một cái tinh thần là tôn trọng lẫn nhau và thực hiện theo đúng quy định và trình tự quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Có như vậy thì cái công tác của chúng ta mới tốt. Và những việc cần làm ngay sau phiên tòa là chúng ta phải đánh giá nội dung bản án đã tuân thủ giới hạn của việc xét xử, phản ánh đúng quy định của pháp luật về phần trách nhiệm hình sự cũng như là trách nhiệm dân sự liên quan đến thân chủ của mình hay chưa. Thứ hai là phải xem xét đánh giá về việc có kháng cáo bản án sơ thẩm hay không. Nếu có thì phải xác định cụ thể phạm vi kháng cáo. Thứ ba là theo dõi thời hạn giao nhận bản án, đối tượng được nhận bản án liên quan đến thân chủ của chúng ta. Xin kết thúc chương 4.